Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đội Cứu Hộ Chó Mèo. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống. Cả nhà ơi, hôm nay mình lại quay cái tình hình hàng ngày của mấy bé cho cả nhà xem nha. Hôm nay anh em có nhiệm vụ là anh em mình tắm cho các bé nha cả nhà. Thì mình cũng bận việc làm đó cả nhà. Thì mình rảnh thì mình tắm hôm nay trời rất là nóng luôn cả nhà ơi. Tắm cho các bé, sạch sẽ nha cả nhà nha. Thì mình nuôi số đông đó cả nhà. Mình rảnh lúc nào thì mình tắm cho các bé. Thì trong cái trang trại này các bé mà anh em mình nuôi là bé nào mình cũng biết đó nha cả nhà nha. Mình tắm bé này thì mai mốt mình nhớ thì mình tắm cho bé khác nha cả nhà nha. Hôm nay là tắm cho bé Lu sạch sẽ.
Thank you.